Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Tại sao lại có hai người chị vậy? Chị, không phải chị nói đợi em hay sao? Sao lại đi trước vậy? Em trai đừng qua đấy, cô ta là giả đấy. Người này sợ rằng là võ giả cao cấp, sở trường là dùng thuật dịch dung đấy. Hét cái gì mà hét, cô mới là giả đấy. Tôi mới là thật, tôi đến đây tìm Tần Lập là việc ở quân yến lần trước. Muốn biết chuyện ở quân yến không khó. Còn nữa, sở trường của võ giả dùng thuật dịch dung, có thể trong vài phút trang điểm ra bất kỳ người nào. Sợ rằng trên thế giới này không có ai là cô không giả được đúng chứ? Không sai, trong mạng tình báo của bang Lang Thiên cũng đã nhắc đến võ giả dùng thuật dịch dung. Nếu như cô ta có thể được quân yến của Từ gia, sợ rằng cũng không phải là một võ giả bình thường, mà còn chưa biết được mục đích của cô ta là gì nữa. Tình hình bây giờ rất khó để ra tay. Nói vậy thì chị chính là chị của em. Chẳng lẽ em trai quên năm em 7 tuổi đái dầm ra giường, mà việc này lại là bí mật của chúng ta hay sao? Chị, sao chị lại nói chuyện đấy ra? Người Từ gia từ khi sinh ra, việc nhỏ hay việc lớn đều được ghi ở trên gia phả, nếu muốn biết cũng không khó. Đây hình như cũng có đạo lý. Em học tiểu học, có yêu thầm một hoa khôi ở lớp tên là Tiểu Phương. Yến thọ 70 tuổi của ông, em đã đánh vỡ tượng Phật Niu Ni. Mùa hè, năm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em buồn nhất không phải là thi trượt mà là bị người điệp đá. Vì em tò mò văn kiện của đại ca rồi mở ra, kết quả là bị phạt chạy 2 vòng cảm lắng rồi ngất. Không ngờ cô ta lại điều tra Từ gia kỹ càng như vậy. Bất luận mục đích của cô là gì, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Nếu như không phân được thật giả, vậy thì dựa vào phương pháp lại vậy. Đắc tội rồi Từ tiểu thư. Tần đại ca, sao anh lại dùng châm đâm chị em vậy? Kỳ lạ, không bị đau chút nào, mà cơ thể giống như có một luồng khí nóng bao lại, rất là thoải mái. Quả nhiên, nếu như không phải là kinh mạch đã bị tổn thương của Từ tiểu thư trên quân yến, sợ rằng tôi cũng khó mà phân được thật giả. Cũng chỉ có vết thương của Từ tiểu thư là không có ai có thể giả dạng được. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cậu rời khỏi Thượng Kinh, không ngờ rằng cậu có thể phát hiện ra chi tiết này, coi như là cậu may mắn. Mặc dù tôi và Từ tiểu thư tiếp xúc không nhiều, nhưng Từ tiểu thư làm việc chắc chắn là cũng sẽ không qua loa như vậy. Không sai, cho lên. Tôi cũng để lại người thay thế. Tiểu tử, chỉ dựa vào một chút bản lĩnh này của cậu mà đến Thượng Kinh làm loạn, cậu còn kém xa lắm. Xem ra nếu như muốn điều tra được nhiều tin tức ở Thượng Kinh, còn phải nghĩ cách nâng cao thực lực của bản thân. Không ngờ người này trong thời gian ngắn mà đã chạy được, xem ra thực lực không đơn giản. Có thể có năng lực này, sợ rằng chỉ có mấy võ giả cao cấp ở trong băng nhóm của Viêm Hạ, chẳng lẽ là Tần gia và thuộc hạ của bọn họ. Đúng vậy, mà thực lực chắc đều hơn chúng ta. Tần thống lĩnh yên tâm, việc này Từ gia tôi nhất định là sẽ tra đến cùng. Đúng rồi, sao cậu biết được tôi ở đây, có chuyện gì sao? Đại ca nói có việc gấp, bọn em lại không liên lạc được với anh, cho nên đến đây xem. Hôm nay không còn sớm nữa, sớm mai chúng ta đi gặp đại ca. Không ngờ tên tiểu tử này lại tinh tế như vậy. Có thể dựa vào linh lực để vạch trần mình, có thể đạt đến trình độ của võ giả cấp 7. Có điều nếu như cậu không muốn rời khỏi Thượng Kinh, vậy thì tôi sẽ giúp cậu một tay. Sao rồi? Tần đệ hôm qua tìm người có thu hoạch được gì hay không?
cũng coi như là có chút phương hướng, nhưng mà phải cần một thời gian nhất định. Nếu như cậu cần giúp đỡ, có thể nói với chúng tôi là được. Từ từ lệnh khách khí rồi, có điều Từ thiếu nói anh tìm em có việc. Đúng rồi, Tần đệ, chú xem trên nhờ của anh có điểm gì bất thường hay không. Hôm qua anh thức đêm hay sao? Không phải cái này, cậu xem tỉ mỉ xem. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai thân với người ngoài như vậy. Anh ấy nói là hiệu quả sau khi ăn tiểu túy đan hay sao? Nhưng mà khoảng cách đột phá cũng không còn cách xa nữa. Chẳng lẽ Tư Lệnh nói bản thân mình sắp đột phá lên cấp 4 rồi? Không phải, thực ra tôi muốn nói là vết sẹo trên mặt của tôi chỉ sau một đêm đã biến mất rồi. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Từ Tư Lệnh buồn phiền là gì? Tần huynh, cậu xem, những hộp thuốc trị thương này đã đưa vào thị trường, nhưng lại bị bên hợp tác hủy hàng. Nguyên nhân là Thượng Kinh gần đây xuất hiện một loại thuốc mới, mà hiệu quả của loại thuốc này vô cùng tốt, dường như đang độc chiếm thị trường. Hôm qua tôi cũng thử một bình và bôi thử lên vết thương ở trên mặt. Kết quả, cậu là trung nghi, nên muốn cậu giúp đỡ nghiên cứu thành phần của loại thuốc này để cải thiện chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Nếu như cậu có thể nghiên cứu ra, sau này dược liệu ở đây tùy cậu sử dụng, thù lao cũng tùy cậu lấy. Từ Tư Lệnh quá quan trọng tôi rồi. Có điều linh khí của những dược liệu chân quý này đối với việc tu luyện của mình mà nói sẽ giúp ích được rất nhiều. Đây không phải là phương pháp phối chế cao dược mà tôi viết ra hay sao? Đây không phải là phương pháp phối chế cao dược mà tôi viết trước khi đến Thượng Kinh giao cho vợ tôi sản xuất. Ý của Tần huynh là, nếu như tôi đoán không sai, sản phẩm này chính là công ty của vợ tôi nghiên cứu phát triển. Ồ, cũng đúng, nếu như cậu đã có năng lực luyện ra loại đan dược cao cấp như là tiền túy đan, thì sản phẩm này cũng có thể là tôi hồ đồ rồi. Tần đại ca, anh có vợ rồi. Cậu còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi. Tôi và vợ tôi quen nhau khi học đại học, tốt nghiệp xong thì kết hôn. Tôi là ở rể nhà Sở gia. Ở rể, cậu có bản lĩnh như này mà ngại cam tâm. Tần phu nhân thật là hạnh phúc. Có điều, cao dược này là cậu điều chế. Tôi có một việc muốn nhờ. Từ Tư Lệnh cứ nói. Mặc dù Từ gia chúng tôi đang đảm nhiệm sản xuất dược phẩm ở trong quân đội, nhưng có một số hiệu quả lại không bằng ngoài thị trường, cho nên tôi muốn mời cậu đến chỗ của tôi làm cố vấn đặc biệt. Có điều kiện gì thì cứ nói. Sau này vợ cậu muốn tiến vào thị trường mỹ phẩm chăm sóc da của quân khu Thượng Kinh, Từ gia chúng tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Mà tôi còn cho phép cậu để ra 3 điều kiện: không trái với pháp luật và không vi phạm đạo đức. Nếu muốn nâng cao tu vi và tìm ông Tần đó, sợ rằng phải ở lại Thượng Kinh một khoảng thời gian, mà dựa theo cá tính mạnh mẽ của Thanh Âm, nếu như muốn cô ấy đến Thượng Kinh phát triển thì cô ấy nhất định là sẽ đồng ý. Một võ giả có một thực lực sâu xa mà còn hiểu về y thuật cao siêu, đối với những người như này thì Từ gia phải tận lực lôi kéo. Nếu như trở thành địch của cậu ta, sợ rằng nếu như Từ Tư Lệnh không ghét bỏ, vậy tôi sẽ nghe Từ Tư Lệnh sắp xếp. Tần huynh, quả nhiên là lai. Biệt thự của Giang Quân. Tần tiên sinh, tôi đến rồi. Đoạn Thiếu Phong. Tần huynh, chào buổi sáng. Chào, anh đây nà. Không ngờ rằng tác dụng của tiền túy đan của cậu lại lớn như vậy, nóng chết tôi rồi. Thời cơ cũng ok rồi, em sẽ cho anh một ít võ công sách quý. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Chọn một quyển đi. Tần đệ, chú xác định là anh luyện cái này không bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Yên tâm đi, kiên trì luyện là được. Vậy thì anh luyện thử xem.
Là anh, sao anh lại đến đây? Sao thế? Tần tiên sinh không hoan nghênh tôi, cùng tôi đi gặp bạn chiến đấu của tôi hay sao? Lên xe đi Tần tiên sinh. Sao anh ta biết mình ở đây? Đây hình như không phải là đường đến sân bay. Thường thì đến sân bay chọn những nơi đường to bằng phẳng, mà ở đây nhìn đi nhìn lại thì đều là núi, đường tắt. Tôi nói này, đây hình như không phải là đường đến sân bay. Đúng rồi. Anh điều tra tin tức của ông Tần đấy như thế nào rồi? Tin tức của đối phương được giấu rất là khó điều tra. Có thể ông ta cũng không còn là người trên thế giới này nữa rồi. Xem ra manh mối đã bị đứt đoạn. Mấy ngày trước tôi đã đánh nhau với cao thủ sử dụng thuật dịch dung. Dịch dung, ngày trước tôi có tiếp xúc qua, nhưng mà nghe nói đã sắp thất truyền rồi. Không ngờ rằng Tần tiên sinh có thể gặp được. Tiếng này, phía trước chắc là Tần tiên sinh và cái người đã đánh ngất mình. Mà còn giả dạng thành mình để đánh ngất mình nữa. Đáng ghét, cơ thể không thể nào có chút sức lực nào hết. Người này đã làm gì với mình rồi? Tần tiên sinh, phiền cậu giúp tôi lấy bình thuốc. Lấy bình thuốc nước dưới xe được không? Đây, đây nè. Đừng trách tôi. Đợi đến sau này, cậu cũng sẽ biết là vì tốt cho cậu mà thôi. Không ngờ rằng cậu lại nhìn thấu thuật dịch dung của tôi. Hôm nay lúc ông đến gặp tôi đã cảm nhận được khí thế lội và người giả dạng từ tiểu thư lần trước có điểm giống nhau. Mà Đoạn Thiếu Phong cũng không làm nhiệm vụ giả mạo trực tiếp đến tìm tôi đâu. Xem ra là sơ suất của tôi rồi. Có điều cho dù là như thế, còn non và xanh lắm. Nhanh quá, không kịp ra tay rồi. Nếu như cậu đã không nghe lời khuyên của tôi, vậy thì đừng trách tôi nhé. Đối với loại hành vi khuyến cáo như này, sao tôi lại đi nghe một người xa lạ cơ chứ? Tay phải của ông ta tạm thời không thể nào dùng được rồi. Thông minh đấy, đáng tiếc không có tác dụng với tôi đâu. Tay phải đã bị điểm huyệt rồi mà vẫn có thể cử động được. Nếu như cậu vẫn còn hồ đồ ngu xuẩn, thì tôi sẽ không phí lời với cậu làm gì. Khí thế mạnh quá. Thực lực quá lớn, không thể nào liều mạng được, phải nghĩ cách mới được. Nơi này, có cách rồi. Nơi này rất là hoang vắng mà xung quanh đều là núi. Đúng là âm khí tích tụ ở đây. Muốn chạy? Cậu tưởng rằng cậu có thể chạy hay sao? Ở đây ta nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Không tự lượng sức mình. Không lẽ bài bố pháp trận còn muốn vùng vẫy trước khi chết hay sao? Chính là bây giờ.
Tụ thất ác, sinh thất sát. Cậu dùng châm công kích tôi chính là dụ tôi vào mắt của trận này. Không ngờ rằng cậu có thể lợi dụng địa hình phong thủy để bổ sung thực lực còn thiếu, có chút thông minh đấy. May mà ông không nhìn ra chút ý đồ này của tôi mới may mắn thành công. Ta thừa nhận ngày trước đã xem thường cậu rồi. Có điều... cậu cũng xem thường tôi rồi đấy.